lộ hết tạo hình gợi cảm của Lan Ngọc ở công diễn 4, thể hiện đẳng cấp giàu có qua hành động này. Tạo hình xinh đẹp và gợi cảm của Lan Ngọc ở vòng công diễn 4 chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã được hé lộ. Ekip sản xuất chương trình thực tế chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa hé lộ đoạn clip Lan Ngọc xuất hiện ở trường quay trước khi vòng công diễn 4 bắt đầu. Trong clip, Lan Ngọc ăn mặc trang điểm vô cùng xinh đẹp, gợi cảm. Nữ diễn viên diện chiếc váy có những phần cắt xẻ táo bạo, tôn đường cong cơ thể với số đo 3 vòng hút mắt. Tạo hình của Lan Ngọc gợi nhắc đến các nữ hoàng ở Ai Cập cổ đại. Nhiều khán giả nhận xét, tạo hình ở vòng công diễn 4 này giúp Lan Ngọc gây ấn tượng mạnh. Điều đáng nói, đoạn clip cũng để lộ chuyện Lan Ngọc mang cả xe quà đến phim trường tặng cho ekip sản xuất và các chị đẹp. Trước đó, Lan Ngọc cũng thường xuyên chứng tỏ độ hào phóng bằng cách liên tục tặng quà. Mỗi lần đi quay, Lan Ngọc đều mang món gì đó đến tặng các chị đẹp, khi thì ly uống nước, lúc là chè đậu đỏ, khi lại là bánh trung thu. Lan Ngọc tặng quà nhiều đến mức Thanh Ngọc, Đoan Trang phải khen nữ diễn viên vừa xinh đẹp, lại còn khéo léo và tinh tế. Còn Mỹ Linh thì cho biết cứ nhận quà của Lan Ngọc hoài nên chị xấu hổ, đồng thời hứa dạy hát để trả lại món quà. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng Lan Ngọc không những chu đáo mà còn giàu có. Việc tặng quà cho ekip sản xuất và các chị đẹp, tuy chẳng tốn bao nhiêu tiền so với mức cắt xê hàng khủng của nữ diễn viên, song sự hào phóng đó là điều rất đáng hoan nghênh. Trước khi chị đẹp đạp gió rẽ sóng lên sóng, Lan Ngọc bị nghi ngờ rằng không đủ năng lực tham gia chương trình, bởi cô hát không tốt. Nói về việc góp mặt trong chị đẹp đạp gió rẽ sóng, chính Lan Ngọc cũng thừa nhận ca hát không phải sở trường. Nhưng vì chị đẹp đạp gió rẽ sóng thiên về giải trí nên cô quyết định tham gia. Đây không phải là một cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp, tôi nghĩ khán giả sẽ không quá gò ép, soi xét, Lan Ngọc nói. Diễn viên sinh năm 1990 cho biết cô sẽ tập trung vào sở trường là nhảy để bù lại phần ca hát. Cô từng đoạt danh hiệu quán quân bước nhảy Hoàn Vũ 2015. Lan Ngọc nói thêm, về âm nhạc có sự phối hợp giữa các thành viên trong một nhóm với nhau, nên sẽ có sự bổ trợ qua lại.